Tiền mãn kinh, làm thế nào để trải qua giai đoạn này một cách dễ chịu nhất? Tiền mãn kinh là thời kỳ mà mọi phụ nữ đều phải trải qua. Với một số ít thì êm đềm và nhẹ nhàng, còn phần lớn còn lại là trải qua giống như một cơn bão tố trong chính cơ thể và tâm lý thời kỳ này. Thường thấy ở độ tuổi từ 45 đến 55 tuổi. Một số xảy ra sớm hơn do là suy giảm dự trữ buồng trứng, tiền căn phẫu thuật buồng trứng hoặc là yếu tố nghề nghiệp cơ địa. Nhưng điểm chung là buồng trứng suy giảm và chuẩn bị dừng hẳn hoạt động. Cơ thể phụ nữ sẽ phải đối mặt với một loạt các thay đổi của hệ thống như là nội tiết, cơ xương khớp, tim mạch. Thì đầu tiên chúng ta phải nghỉ ngơi nhiều hơn, buông bỏ bớt những việc khiến bản thân dễ nổi cáu, giữ thói quen ngủ đều đặn và khoa học. Thứ hai là ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh và hoa quả hơn. Thứ ba là ưu tiên các thực phẩm giàu canxi như là cải xoăn, ngũ cốc để giữ cho xương khớp khỏe mạnh. Thứ tư là tập thể dục thường xuyên, đi bộ, chạy hoặc là khiêu vũ là những bộ môn tập phù hợp. Thứ năm, làm những việc thư giãn như yoga, thái cực quyền hoặc là thiền. Thứ sáu là hãy chia sẻ với người khác những điều mình đang trải qua, chẳng hạn như gia đình, bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Bảy là cần sự tư vấn với bác sĩ nếu muốn dùng những cái sản phẩm bổ sung hoặc là thuốc bổ để bổ sung nội tiết.